Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ không có học bài mới mà là chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra 15 phút. Thì thời hạn để nộp cái bài này đó là đến hết ngày 26 tháng 4. Thì các em là sẽ xem cái bài này xong rồi mấy em sẽ làm ra giấy, chụp lại và nộp lên trên cái Zalo nhóm của chúng ta. Bạn cô sẽ chấm điểm ha. Thì đây là cái phần trắc nghiệm. Phần trắc nghiệm này là 6 điểm. Thì cái phần này là sẽ có 6 câu và mỗi một câu là sẽ 1 điểm. Vậy thì chúng ta sẽ đọc kỹ từng câu và chỉ chọn cái đáp án đúng nhất. Chúng ta sẽ phân tròn vào đáp án đúng nhất. Như vậy thì khi mà chúng ta nộp bài cho cô đó thì chỉ cần mấy em ghi là ở câu 1 mấy em chọn đáp án gì. Ví dụ như câu 1 mấy em chọn đáp án A thì mấy em ghi là câu 1 rồi A. Như vậy đây ha, cho nó tiết kiệm và dễ chấm điểm. Và tương tự tới câu 6 cũng vậy luôn. Chúng em chỉ ghi đáp án là cho cô thôi ha. Và cái phần tự luận thì cô sẽ cho mình hai câu. Thì câu 1 và câu 2 thì mấy em cũng trình bày và nộp lại cho cô ha. Và cái bài kiểm tra 15 phút này thì cô nhắc lại một lần nữa là giới hạn là đến hết ngày 26 tháng 4 là mấy em sẽ nộp bài. Và cô sẽ khóa lại ngày 26 tháng 7 là cô xin lỗi, ngày 27 tháng 4 là cô sẽ không có nhận bài nữa ha. Rồi, chúc các em làm bài tốt. Chào các em.